Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Chess Hero nha. Nhưng mà cái game này nó mới update và mới xong đây cách đây khoảng 1 tiếng thôi. Update từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng thì nó mới xong. Thì update này thì mình không biết ở trong store nó có update thêm cái gì không, nhưng mà mình không biết, nhưng mà mình nó có update. Đúng rồi, thêm đổi cái skin mới. Những cái skin cũ thì nó ra sẽ khác rồi. Nhưng mà nó vẫn là Fireland này rồi, chứ nó không có đổi cái cổng này, đẹp quá à. Cổng này 600 với lại cái cổng này thì cổng này 900. Cái kim mắc nhất này có chỉ có 1200 thôi đó, chỉ có 1200 thôi. Mà cái game này á thì nó sắp có tổ chức một cái giải, gọi là mà cái giải nhất á được nhà phát hành trong cái có 8000 kim cương này. 8000 kim cương này là bạn có thể mua hết đống này luôn, mua hết đống này luôn mà thoải mái luôn á, kiểu giống như là cứ có cái nào mới là ra là mua được luôn. Gồm 8000 kim cương. 8000 kim cương nha. Cái giải nhất á nha, còn rất nhiều giải phò, giải 2, giải 3 là nó ít hơn một chút nè. Rồi 32 code nhỏ nữa. Đó, rất là nhiều code. Cho nên là tóm lại là mình cảm thấy là nhà học hành chơi rất là tất tay. 8000 cái này thì khoảng chừng 1 triệu mấy á, đó là một giải, cho giải nhất nha. Xong rồi còn được thưởng tiền nữa, thưởng tiền là hình như giải nhất được 200.000 thì phải, giải nhì được 100, giải ba được 50 hay sao đó mình không nhớ, nhưng mà tầm tầm đó. Thì cái giải đó là sắp diễn ra rồi, hình như là 13, ngày 13 là thứ hai tuần sau á, thứ hai tuần sau ngày 13 bạn sẽ 8 giờ tối sẽ ở trên channel của mình luôn, mình sẽ cast cái giải đó và diễn ra trong khoảng gần 10 ngày, mỗi ngày 2 trận thì phải. Để có cái phần thưởng khoảng dần lên tới 1 triệu nha. Hơn 1 triệu đồng tiền game và 200.000 tiền hiện vật luôn. Đó, tuyệt vời ha. Và bây giờ là mình nói trong tới cái nhiều update. Update mới thì chút xíu mình sẽ nói về cái giải đó sau. Còn bây giờ là mình sẽ nói về cái update mới. Update này thì mấy bạn đương nhiên là mấy bạn phải quan tâm nhất là cái gì? Quan tâm nhất là những cái thay đổi cái con tướng ở trong này, nó sẽ thay đổi những cái gì mà nó ảnh hưởng tới lối chơi, đúng không? Thì nói chung á là bản trước là sao, có những cái con mà gây khó chịu rất là nhiều, đó là sao, đó là con Myraker là ở trong bộ côn trùng á. Đâu rồi ta, côn trùng đây. Cái con Myraker này là con đầu tiên mà nhạo hành phải sửa đổi luôn đó, phải sửa đổi luôn. Cái con Myraker này á thì nó sửa đổi rất là nhiều luôn, nó được tăng từ 2 tiền lên thành 3 tiền. Con này lúc trước nó chỉ có 2 tiền thôi, mà bây giờ nó còn là lên thành 3 tiền rồi. Nó là nói như là bạn phải tốn nhiều tiền hơn để bạn sở hữu nó nha. Nhưng mà không, chưa dừng lại ở đó, nhà hành còn giảm thêm cái sức mạnh, cái skill của nó ở. Cái skill thì nó sao? Lúc trước á thì nó sẽ cái dam inset này nó bằng nhau, nhưng mà nó cái thời gian nè. Cái này là cái thời gian thôi miên nha. Con này nó sẽ thôi miên một cái con tướng địch để nó cái con tướng nó thành của mình và nó đánh lại cái tướng của nó, đúng không? Mà lúc trước đó, thời gian của cái này là từ 6 giây, 8 giây và 10 giây. Nhưng mà ba cấp độ đó, cấp 1, 1 sao thì 5 là 8 giây, 2 sao thì đó thì đó là 1 sao, 2 sao và 3 sao. Còn bây giờ thì nó giảm xuống còn có 5 giây, 6 giây rưỡi và 8 giây thôi. Còn bản trước là 6 giây, 8 giây và 10 giây nha. Đó. Thì nó giảm xuống cái thời gian như vậy thì cái con tướng nó gây đam chưa nhiều. Nó gây đam chưa nhiều mà nó cũng không có khả năng mà theo kiểu mà nó giết chết được một cái thằng cái con tướng nào khác ở bên đối phương hết. Cho nên là mà vừa tăng tiền mà còn giảm sức mạnh như vậy thì mình nghĩ con này bây giờ không phải là nó yếu đi, nhưng mà nó cái tầm tiền này thì mình còn sở hữu được những con mà khỏe hơn nó. Cho nên bây giờ muốn sử dụng một cái bộ côn trùng mà có con nhện ở trong đó để xài cái kiêu mà thôi miên đối phương như vậy á, thì phải có một cái sự tính toán nhất định, chứ không phải là muốn hồi trước là sao cứ có là dục vô, có là dục vô đâu. Không, bây giờ không đâu. Với cái lượng sức mạnh này thì nói chung nó cũng khá là khó chịu với cái chiêu control của nó, nhưng cái chiêu mà điều khiển của nó này. Nhưng mà thật sự là bây giờ tầm 3 tiền có rất nhiều con mà khỏe hơn nó, gây đam được nhiều hơn nó, chứ không phải là nó tầm chỉ là thôi miên đối phương không đó. Giống như là còn thêm một cái thay đổi nhỏ nữa là sao, lúc trước á cái con này, con nhện này mà nó thôi miên đối phương rồi á, mà đối phương nó chết á thì đối phương vẫn còn bị thôi miên khi nào hết thời gian mới hết kill, vẫn bị thôi miên khi nó chết rồi luôn nha. Còn bây giờ á là nó sẽ
Khi mà nhện chết là cái kill đó mất tác dụng luôn, là nó quay lại trạng thái bình thường luôn. Thật sự là nó bây giờ mình nghĩ là nếu mà tầm 3 tiền con nhện này á, mình thấy là nếu mà giờ mà tích trữ để gọi là nâng nó lên 2 á thì cũng phải tốn khá là nhiều tiền đó, khá là nhiều tiền nha. Rồi giờ đó là một cái thay đổi sơ bộ về con nhện thôi. Con nhện là giờ mình tổng hợp lại cái sơ bộ là gì, thời gian thôi miên nó bị giảm xuống, thời gian thôi miên nó bị giảm xuống còn 5 giây tới 6 giây rưỡi với 8 giây, từ là 6, 8, 10 giây là cũng bán trước nha. Xong rồi tiền nó tăng lên từ 2 tới 3 tiền, lên từ 2 lên 3 tiền đó. Xong rồi cái kill khi mà con nhện này nó chết đi nó sẽ bị mất tác dụng ngay lập tức luôn, nó không còn duy trì thời gian giống như cái bản trước nữa. Đó là những cái thay đổi nhỏ và không thay đổi lớn về con nhện này. Bộ côn trùng vẫn y vậy thôi, nó không có cái gì thay đổi khác hết, nhưng mà nó có cái bộ thay đổi nhỏ trong cái con này, nhưng mà nó là ảnh hưởng tới lối chơi rất là nhiều luôn đó. Rồi tiếp theo là sao, tiếp theo là một con cũng gây rất là khó chịu luôn à, trong bộ không quân, đó là con bô tút, là con vong hồn này nè. Con vong hồn này thì nó giờ nó có một số cái thay đổi cũng là gọi là lớn nha. Mình đánh giá con này bây giờ bị giảm sức mạnh rất nhiều luôn, giảm sức mạnh rất nhiều luôn, nhưng mà khi mà bạn tập hợp đủ bộ không quân thì nó vẫn mạnh nha, nó vẫn mạnh. Tiền con này không tăng lên thì giống như con nhện nữa, mà nó chỉ giữ 3 tiền thôi. Chỉ giữ 3 tiền thời thì nó có một số thay đổi là thời gian hồi chiêu, thời gian hồi chiêu của cái con này nè đó, cái chiêu lock này là cái chiêu tàng hình của nó đó, cái chiêu tàng hình của nó sẽ tăng lên thành 16 giây ở tất cả ba cấp độ luôn đó, hiểu không? 16 giây ở tất cả ba cấp độ luôn, nó không còn, và cái hồi máu thì nó giữ nguyên như vậy, nhưng mà cái thời gian hồi chiêu nó sẽ giảm tăng lên 16 giây tất cả ba cấp độ luôn, một sao, hai sao hoặc ba sao đều là 16 giây hết. Nó tàng hình xong 16 giây sau nó mới mới hết tàng hình, chứ không phải là như lần trước là sao, ở nó khi mà nó tàng hình ở lần trước là sao, nó 11 giây, 10 giây rồi 9 giây, một sao á, thì nó 11 giây là nó hồi rồi, hai sao á, thì 10 giây là nó hồi rồi, ba sao là 9 giây là nó hồi tàng hình rồi, cho nên nó có khả năng tàng hình liên tục được. Còn bây giờ á, là nó sẽ giảm xuống, là sẽ gọi là giảm sức mạnh bằng cách là tăng thời gian hồi chiêu lên, nó chỉ có tất cả ba sao, tất cả ba cấp độ luôn đều là 16 giây hồi chiêu hết. Như vậy thì nó sẽ tránh đi cái lượng mà kiểu như là nó hồi chiêu liên tục, nó tàng hình là mình không đánh được nó, cho nên là nó kéo dài cái trận đấu ra đó thì nó rất là khó chịu, đúng không? Xong rồi cái này nó có thêm một cái thay đổi nhỏ nữa, một cái thay đổi nhỏ nữa. Thời gian hồi chiêu sẽ bắt đầu từ khi mà kỹ năng anh ta được tung ra, hiểu không? Là kiểu giống như là thằng này nó có 6 giây để tàng hình. Đó, có 6 giây để tàng hình, vậy nó sẽ bắt đầu từ lúc mà nó bắt đầu tàng hình, là tóm lại là tất cả cấp độ là nó sẽ có 10 giây hồi chiêu. Đó, phải không? 6 giây tàng hình mà nó 16 giây hồi chiêu thì lúc mà nó bắt đầu tàng hình là bắt đầu đếm giây luôn. Là nó hết tàng hình là nó còn 10 giây nữa nó mới tàng hình lại được. Đó, nó là vậy. Ở 3 cấp độ thì thằng này nó sẽ tăng attack speed lên 30%, 40% và 50%. Vậy là mỗi khi mà nó tăng hình nó sẽ đánh nhanh hơn. Đánh nhanh hơn bình thường 30% ở cấp 1, 1 sao và 40% ở 2 sao và 50% ở 3 sao. Vậy thì nói chung nó cũng được tăng, cũng được giảm, nhưng mà con này bây giờ cái khả năng mà tăng hình liên tục của nó không còn. Nói chung con này cũng khá mạnh khi kết hợp đủ 4 bộ 4 con không quân. Bốn hồn quân nó sẽ tăng thêm 20% né tránh nữa. Nếu mà bạn không có đủ nhân phẩm mà đánh nó chết lúc mà nó hiện thân lên nó thì cũng là một cái vấn đề rất là nan giải. Ok đó. Rồi con tiếp theo á, con tiếp theo là sao? Con tiếp theo là Ruiser. Ruiser này hình như là cái Ruiser này hình như là con này thì phải, tàu tuần dương đúng không? Chắc là vậy rồi. Ruiser là tàu tuần dương rồi. Ruiser thì nó có một cái số thay đổi từ cái thời gian hồi chiêu thôi. Thời gian hồi chiêu của con này á, sẽ tăng lên từ 14 giây, 12 giây và 10 giây. À vậy nó sẽ tăng lên thời gian hồi chiêu của con Ruiser này thôi. Cái con Ruiser nó sẽ thả bơm. Cái chiêu thả bơm của nó sẽ tăng thời gian hồi chiêu, nhưng mà cái đam nó lại giữ nguyên ở đây. Thời gian hồi chiêu của con này á, thì nó sẽ tăng lên 14 giây ở cái 1 sao, 12 giây ở 2 sao và 10 giây ở
3 sao. Lúc bản trước á là 1 sao nó đã 10 giây rồi. À, 2 sao nó còn có 8 giây thôi. 3 sao nó có 6 giây thôi, nó thả liên tục luôn. 6 giây sao. 6 giây là hình như là nó vừa đủ để nó kết nó tích được năng lượng luôn. Nó thả bơm liền luôn. Liên tục như vậy á mà bạn đánh đâu có chết, tại vì kết hợp bộ không quân rồi mà tướng phá vòng quay thì cái đam nó rất là ghê. Cái phá vòng quay này kết hợp với một số con ngoài nổ nữa thì bạn mình chắc chắn luôn cái con này thả bơm là chỉ có nước mà lên đường thôi, lạc en con nào trúng bơm là chết. Nhưng mà bây giờ nó thời gian hồi chiêu nó sẽ tăng lên như vậy rồi thì nó có đủ mana đi nữa, nó cũng chưa có hồi chiêu xong thì cũng khá là khó để nó thả bơm nữa đó. Rồi còn bây giờ á mình sẽ quay qua lại một cái con khác của cũng là một cái bộ khá mạnh. Lúc mà cái bản update trước rồi thì nó cũng khá mạnh luôn, nhưng mà cái con này nó còn ghê hơn con thả bơm này, nó mắc tiền hơn thả bơm này nữa. Rồi bây giờ mình qua con Hellstorm hình như là máy móc thì phải. Đây mưa đá, con này là con Hellstorm nha. Con Hellstorm này thì nó cũng là một cái năm tiền thì con này cũng khá là khó kiếm, nhưng mà khi bạn có sở hữu nó thì nó đánh những cái lượng đam rất là lớn. Tổng sát thương con này chỉ 1 sao thôi, nó gây được 400 đam trong tổng sát thương nha. Rất là ghê. Giờ con này thì nó cũng chỉnh sửa bằng cách là tăng thời gian hồi chiêu lên. Lúc trước là nó là 10 giây ở 3 cấp độ luôn, là 3 cấp 1 sao, 2 sao hoặc 3 sao gì đó, nó cũng chỉ có 10 giây thôi. Là 10 giây nó tích đủ mana nó sẽ thả bơm một lần đúng không? Còn không, phóng tên lửa nó rớt xuống một lần, còn bây giờ nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn. Chỉ ở 3 sao nó 10 giây thôi, còn 2 sao nó là 12 giây, 1 sao thì nó tới 14 giây lận. Cho nên là cái khoản mà để sở hữu cái con này á mà tầm 2 sao là bạn cũng bây giờ cũng gọi là khá là ngon rồi. 2 sao là khá là ngon, còn 3 sao là quá là nhân phẩm luôn. Mà hình như mình chưa thấy bao giờ có thằng nào mà sở hữu con này 3 sao cả. Tại nó khá là mất tiền và nó khá là tốn nhiều thời gian để bạn có thể mua được. Cho nên là một sao bây giờ thì phải kiểu giống như là suy nghĩ, nếu bạn có bộ máy móc và ngồi nổ thì khỏi phải suy nghĩ, đưa vào luôn là cũng là đúng đấy, đúng rồi. Nhưng mà còn mà để mà chơi bộ cái thằng này để gây đam không á, không có máy móc hoặc là ngồi nổ á, thì cũng phải suy nghĩ ở một sao nha. Một sao thì mình nghĩ là nó không đáng, hai sao thì còn chấp nhận được. Cái con này chỉ tăng thời gian hồi chiêu lên vậy thôi đó, chứ không có gì nhiều hết. Còn tiếp theo quay lại một cái con ở dưới bộ côn trùng. Ở bộ côn trùng đó là con đâu rồi, côn trùng đây, con Kamikaze là con này, là con thần phong. Thần phong này á thì nó có 2 tiền thôi. Vậy là lúc trước là nó chỉ có 1 tiền thôi, bây giờ nó sẽ tăng lên 2 tiền. Tăng lên 2 tiền mà vậy là cái kill của nó sẽ nhanh hơn, cái ghê hơn. Không, nó tăng tiền lên nhưng mà phạm vi sẽ giảm xuống. What the hell là sao ta? Phạm vi nó sẽ giảm xuống, mình không nhớ là cái con này cái bản trước nó giảm xuống từ bao nhiêu ta. Mình không, tại vì mình thường mình xài con này là mình để úp bộ côn trùng không à, nhưng mà bạn biết là cái sát thương phép thuật thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà cái nó tăng giảm cái bán kính nổ á. Giảm cái bán kính nổ của nó xuống. Mình không nhớ là bán kính nó lần nào lần trước là bao nhiêu, nhưng mà con này sẽ tăng tiền, tăng từ 1 tiền lên 2 tiền, giảm bán kính xuống 15 20 25. Hồi lúc trước là không bao nhiêu không biết, nhưng mà nó sẽ giảm, cái này là đã giảm xuống rồi nha, cái này đã giảm xuống rồi đó. Thì con này nó chỉ vậy thôi, tăng tiền và giảm bán kính nổ, đam vẫn như vậy thôi. Nếu mà con này chơi bộ ngồi nổ cũng ghê, tại vì nổ là sát thương phép, mà ngồi nổ thì nó giảm kháng sát thương phép của tất cả đối phương á, mà kiểu mà nó nổ giữa rờ hình là xong, lên đường. Ok, xong rồi tới một cái con khác nữa, cũng thay đổi nhỏ thôi, thổi nhỏ, một cái thay đổi nhỏ rất là nhỏ thôi của cái bộ đâu rồi, đến tầm xa là mình phải lấy đây, kỵ sĩ chim sắt. Kỵ sĩ chim sắt này thì phạm vi tấn công của nó thì lúc trước là 4 ô đúng không, bây giờ nó giảm xuống còn 3 ô thôi. 4 ô thì cái này là cái tầm đánh á, cái tầm bắn của nó đó thì nó sẽ giảm xuống một chút, từ 4 xuống còn 3. Thì nó chỉ thay đổi nhỏ như vậy thôi, đam vẫn giữ nguyên, anh tiêu cũng như vậy luôn, bộ cũng như thế, chưa có gì thay đổi hết. Nhưng mà nó sẽ giảm cái tầm đánh xuống thôi. Bạn không có nhận ra được cái tầm đánh của con này nó giảm xuống đâu. Thì giảm xuống rất là ít, bạn vô trận cũng bình thường là nó nhảy tới nó cũng bắn được mà. Cho nên là nó không có gì gọi là để có thể mà bạn quan tâm hết á.
Tiếp theo là mình sẽ tới một cái con con này thì trong bộ biết đúng không? Được. Dạ thú Acetus đây rồi. Con Acetus này thì không thay đổi tiền, cũng chỉ có hai tiền thôi, nhưng mà thời gian hồi chiêu con này sẽ giảm xuống. Đây là con này được búp sức mạnh nha. Con này được búp sức mạnh cực kỳ luôn. Vậy là thời gian hồi chiêu của nó sẽ giảm xuống còn 10 giây và 8 giây từ 20 giây. Ủa sao thời gian nó vẫn để là 20 vậy? Ủa cái này nó có sửa không vậy? Ủa sao nó vẫn là 20 giây ở trong đây nè. Nhưng mà nhà phát hành công bố ở trên fanpage là nó sẽ giảm xuống là 8-10 giây hoặc là 6 giây gì đó. Nhưng mà bây giờ sao nó còn 20 giây nè, ở trong đây nó vẫn ghi như vậy. Thì mình chắc là nếu mà đã ghi trong đây hay như vậy thì mình không biết là có thay đổi hay không. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà đã ghi trong đây thì chắc là không có thay đổi. Còn ở trên fanpage chỉ là một cái thông tin sai thôi, chắc vậy thôi. Tại vì ở đây vẫn còn ghi 20 giây hoặc là ở trên đây chưa đổi gì đó. Thì tóm lại là cái con này sẽ được cái giảm phòng ngự thì nó cũng như vậy, nhưng mà thời gian hồi chiêu nó giảm xuống. Nhưng mà bây giờ mình chưa xác nhận được là nó có đổi hay không, thì chắc là phải vào chơi xem nó có biết có đổi hay không được ha. Rồi con tiếp theo thôi. Con tiếp theo là ở bộ này rất là thích trong những lần trước, nhưng mà mình vẫn chưa chơi được cái bộ này. Mình chưa đủ nhân phẩm cho bộ này, bộ gấu trúc. Cái con Chan Master này, hình như là con thiền sư này đó. Thì thiền sư này nó sẽ giảm xuống sự khác biệt sắp xuống tăng lên tới tổng thiệt hại của đối phương. Khoan, để mình coi là cái con này có nó vậy. Ok, vậy là con này nó sẽ thay đổi một chút về cái phản sát thương đối với nó. Khi mà cái con thiền sư này nó đánh với lại cái con mà bộ Biker. Cái bộ Biker là cái bộ này nè, đó. Những cái con này, cái bộ Biker này thì nó sao, nó sẽ phản sát thương lại. On Alive Rebate 20 Dam Back to When Struck là khi nào mà mình bị đánh á thì nó sẽ phản là 20% sát thương đó, khoảng 20% sát thương. Mà con này á thì cái cấu trúc này á, nó sẽ đam rất là cao. Cái chiêu của nó là sẽ gọi ra một cái bóng, xong là chưởng. Cái chiêu của nó sẽ gọi một bóng chưởng, tổng lượng đam của nó là theo thời gian nha, chứ nó không phải là gây đam một cái bụp, cho nên là theo thời gian. Nhưng mà khi mà gây theo thời gian như vậy á mà nó phản lại cứ 20% sát thương theo thời gian á thì nó chết luôn, nó chịu không nổi. Cho nên bây giờ là người ta sẽ sửa lại một cái là sao, là sát thương tấn công của anh ta tăng lên theo thời gian, nhưng mà tổng thiệt hại thì nó cũng là chỉ nhận lại được 20 điểm thôi đó, hình như vậy đó. Nói chung mình chơi những cái bộ này mới biết được, chứ còn bây giờ nói suông không thì chắc là chưa biết được đó, chưa biết được đó. Sau đây là những cái mà thay đổi ở trong cái con tướng thôi nha, cái con chết ở trong cái bản này đó là thay đổi những con chết thôi. Và họ cũng cân bằng sức mạnh lại tất cả các con khác cho nó không có bị lỗi ram quá, hoặc là những cái con nào quá imba hoặc là ob gì đó thì nó thật sự là nó đang thay đổi được cái game để cho nó cân bằng hơn. Còn bây giờ là mình tới những cái bộ, cái update này thay đổi rất là nhiều bộ luôn, mà thay đổi như vậy thì nó sẽ làm biến đổi cái lối chơi của bạn rất là nhiều. Khi giờ bạn phải tập chơi nha, phải tập chơi chứ không là nó khá là khó trong những cái này, tại vì nó đổi những cái bộ này. Đầu tiên là mét, mét là bộ máy móc á, đây rồi máy móc bên đây, máy móc đâu nhở, mình mới thấy máy móc ở đâu đây mà đâu mất tiêu rồi, đây đó. Bộ máy móc này sao, bộ máy móc này nó sẽ có tổng sức mạnh phục hồi thôi chứ nó không còn tăng giáp nữa. Nó hồi lúc trước là nó tăng giáp đúng không, khi mà nó tăng giáp thì nó tăng 4 giáp ở khi mà ba con thì nó sẽ tăng 4 giáp và 8 giáp ở 5 con. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi, nó sẽ hồi máu 15 máu ở ba con và cộng thêm 35 máu hồi ở hàng 5 con. Vậy là nó tổng cộng, nếu mà bạn có 5 con này ở trên bàn á thì nó sẽ có 60 máu hồi trên dây, chắc là vậy. Như vậy thì máy móc bây giờ sẽ không còn tăng giáp nữa mà sẽ là tăng máu hồi, khá là khó. Nhưng mà như vậy cũng được,
như vậy cũng được. Lúc trước hình như tăng máu thì chỉ có bộ Marine thôi. À không, máu hồi hả? Máu hồi hình như lúc trước là cũng là máu hồi hình như là Van Gogh thì, nhưng mà Van Gogh bây giờ nó đổi rồi, nó bỏ cái máu hồi đi, nó chỉ còn bây giờ người Van Gogh nó cũng thay đổi luôn. À vậy là bây giờ là tóm lại là máy móc này bây giờ đó nó sẽ thay đổi bằng là nó không cộng giáp nữa mà nó sẽ tăng máu hồi đó, y như vậy thôi. Còn bây giờ là tiếp theo tới bộ Van Gogh nè, nó thay đổi rất là nhiều luôn, cho nên là Van Gogh là một quân tiên phong đúng không? Đây rồi, quân tiên phong. Ồ, nhìn khá ngầu ha. Quân tiên phong bây giờ á nó sẽ tăng giáp. Vậy đó hả? À vậy là đổi qua đó hả? Ok 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 ok, được được được. Vậy là thằng này sẽ giờ sẽ tăng giáp kia, mà giống như là máu hồi. Hồi trước thằng này là tăng máu hồi và tăng giáp luôn, xong đó là update khác là bỏ giáp ra. Bỏ giáp ra, xong rồi bây giờ là đổi lại thành giáp và bỏ máu hồi đi. Yeah, lúc trước là nó sẽ hồi máu ở ba con là 10 máu. Và tiếp theo nữa là sẽ cộng 15 máu nữa là 25 máu hồi. Còn không bây giờ là ba con sẽ cộng 6 giáp. Và 6 con sẽ cộng thêm cộng 8 giáp. À vậy là cái này là không cộng dồn nha. Cái này không cộng dồn nha. Chừng nào nó có cái chữ add deletion á nó mới cộng dồn vô. Còn cái này nó chỉ ghi như vậy thôi là nó chỉ cộng 8 giáp ở 6 máu 6 con thôi. Wow, khá là khó, khá là khó. Như vậy là cái bộ này nói chung bộ này chơi cũng được. Lúc đầu nếu mà có giáp thì mình nghĩ là cũng khá là ổn. Nếu mà bộ tiên phong này chơi cái lúc đầu vẫn khỏe, vẫn khỏe như bình thường ha. Tiếp theo là một cái bộ này mình thật sự là cái bộ này mình đánh giá là nó chắc chắn nó sẽ hot nhất ở trong cái bản meta mới này luôn. Hot nhất trong cái bộ meta mới là bộ dã thú. Không, bộ dã thú con này không đẹp đâu rồi, bộ dã thú dạ thú phải lấy con này đẹp rồi đó, nhìn ngầu, cầm giáp nhìn ngầu lên. Bộ dạ thú này thì sao? Bộ dạ thú này thì nó là tăng attack speed, nhưng nè bạn nhìn nè, hai con thì là on range beat là tăng 15%, hai con thì nó sẽ tăng cho tốc độ đánh cho beat thôi nha. Nhưng mà bốn con trở lên á thì nó sẽ cộng 25% attack speed cho toàn đội nha. Rồi 6 con đó là thêm 35% attack speed cho toàn đội nữa. Wow. Wow. Vậy bạn hiểu không là sao? Là on range beat nó hai con thì nó sẽ tăng beat thôi. Ba con cũng 15% attack speed cho beat thôi, nhưng mà bốn con trở đi á thì những con beat nó sẽ khỏe hơn, là nó sẽ tăng 25% cho toàn đội luôn. Là toàn đội, là những con long shot, những con gì đó mà không cần phải beat luôn, không cần có beat nó cũng vẫn sẽ tăng tốc độ đánh luôn. Thấy ghê không? Vậy bây giờ là cái mục tiêu là sao? Bạn phải kiếm được 4 con beat này sớm nhất trong cái bản này. Đó, 4 con beat sớm nhất trong cái bản này là bạn sẽ khỏe liền. Nếu mà 6 con beat trong cái bản này thì bạn vô địch. Chắc chắn là bạn vô địch luôn, không thể nào mà có cửa khác hết. Kiếm một con nào đó đam tay mà khi phù hợp với lại cái mà bắn nhanh như vậy á thì xong, tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây, không hề nói gì nữa hết, đúng không? Xong cái đó là bộ dã thú là ở đây đúng không? Dã thú xong, bây giờ sẽ tới bộ marine là bộ kiểu thiếu quân lục chiến. Thiếu quân lục chiến này bây giờ á thiệt luôn, đổi dữ vậy. Thiếu quân lục chiến này bây giờ á là nó ở đây, nó sẽ không phải là tăng máu nữa. Nó sẽ không phải là tăng máu nữa mà nó sẽ là trừ giáp. Cái gì vậy ta? Trừ giáp này hồi trước là hình như là long shot đúng không? Còn không, bây giờ là thủy quân lục chiến nó sẽ trừ giáp đối phương. Đó, hai con nó sẽ là trừ 3 giáp, 4 con sẽ trừ 9 giáp và 6 con nó sẽ trừ 18 giáp. 18 giáp nha. Nè nó có additional này là nó cộng thêm trừ 6 giáp nữa thì nó là sẽ là 19-18 giáp. Ui, 6 con này ở trên bàn thì nó ghê vô địch á. Nhưng mà vậy là nó sẽ chắc là nó sẽ giảm mấy cái lượng mà ra của mấy con này đi hay sao đó. Nhưng mà tóm lại những cái bộ này giờ là khá là ghê rồi. Nếu cái bộ này mà kiểu như kết hợp với bộ beat chẳng hạn, Marine beat nghe bộ căng 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 quá.
rồi lính bắn tỉa chăng trời, cái này mà tăng tốc độ đánh như vậy rồi bắn thằng trái đích luôn. Rồi ok, bây giờ mình tới theo cái bộ Rider. Bộ Rider tóm lại là bây giờ bạn sẽ chỉnh qua tiếng Việt hết để bạn dễ hiểu nhất có thể thôi. Còn bộ Rider là bộ kỵ binh đúng không? Đây bộ Rider này lúc trước á nó sẽ giảm giáp, còn không bây giờ nó không giảm giáp nữa. Bộ Rider này lúc trước là đúng rồi, bộ Rider này mới giảm giáp đúng không? Còn bộ Longshot là như xuyên giáp. Nó hơi nhầm chút đỉnh, bộ Rider này là bộ giảm giáp. Còn cái này giờ dạ, bộ Rider này sẽ tất cả hồi phục năng lượng cho kẻ thù giảm 3. Vậy cái bộ này với bộ chuyên gia nó khác gì nhau rồi? Khi có hai con Rider này ở trong đội hình thì tất cả địch tướng địch sẽ bị giảm trừ 3 máu hồi, trừ 3 hồi năng lượng, trừ 3 năng lượng hồi. Nói chung trừ 3 năng lượng hồi mà nó có cái con Hắc Thánh Ca thì nó cũng què trớt thôi, nó cũng không có gì được nhiều á. Cho nên là bộ Rider này đánh giá là bộ này hơi thường thường là phế, mình không bao giờ không thèm chơi nó nữa. Còn Psycholith là cái bộ chuyên gia. Đây chuyên gia Psycholith. Chuyên gia sẽ thay đổi sức mạnh tổng hợp để tất cả đồng minh có được thêm sức sống. À vậy là bộ chuyên gia này giờ sẽ tăng máu hả? Cái gì vậy? Đúng, không. À vậy là bộ chuyên gia này sẽ giờ là hút máu. Lab Steel là nó hút máu chứ nó phải là tăng máu. Mà nó Lab Steel là nó sẽ hút máu đối phương. Khi mà hai con nó sẽ có 5% hút máu, 4 con thì có thêm 5% nữa là 10%, và 6 con có thêm 10% nữa là 20%. Wow, kinh khủng nha. 20% hút máu khi mà có 6 con, ủa như vậy cũng khó lắm. Khó lắm, 6 con này mà để trên đội hình được đánh ai? Ủa nhưng mà khoan, cái con này rồi hút máu cái gì? Cái con này nó đánh kêu mà. Cái chuyên gia này nó xài skill mà. Ôi, hút máu chỉ có lính ném lựu đạn thôi, hoặc là gư gắt vườn thôi. Thiền sư với con cắn nuốt này nó làm skill mà. Vậy thì nó cũng không phải là bộ nó quá mạnh, nhưng mà nó sẽ phù hợp với lại kết hợp những cái con mà đánh beat chẳng hạn. Là beat mấy con đánh gần á, nó sẽ tăng hút máu cho đối phương. Khi mà tăng hút máu tại nó on ally luôn nha. On ally là nó tăng hết tất cả team mình luôn. Wow, vậy bộ này kết hợp với bộ beat khá là ngon nha. Đó. Rồi đó là những cái thay đổi tổng hợp về các bộ. Khi bạn nghe thì bạn cũng chắc là cũng đã hiểu rồi. Cái game này giờ thì bạn chỉ cần nghe một chút là bạn đã hiểu là nó thay đổi cái gì rồi. Rồi nó sẽ tối ưu hóa hơn những cái bài sửa lỗi đó, anh hùng sẽ kéo được, giúp game nó mượt hơn, nó ổn định. Trên những cái điện thoại mà nó bị yếu á, thì bây giờ nó sẽ mượt hơn và nó sẽ tăng lên tính hỗ trợ cho những cái máy mà nó đời cũ hơn đó. Rồi đó là cái giới thiệu sơ bộ về các bản update này. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cái giải mới đây ở đây đó. Mình giờ trước ok, đây trước mặt các bạn là một cái poster để công bố cái giải này đó. Cái giải này là giải Immortal Dignity Season 2 nha. Thì mình có bắt đầu từ ngày là thứ hai là 13 tháng 5, kết thúc vào ngày 23 tháng 5. Thì tổng cái giải này có 49 người tham gia, và của những cái người mà dự bị nữa. Khi mà những cái người nào mà tham gia đó mà không có tham gia được thì những người dự bị sẽ được tham gia thêm vào. Những người dự bị sẽ được thêm vào. Tổng cộng có 49 người thì chia làm 7 bảng. Mỗi bảng như vậy thì sẽ đấu 2 round và tính điểm như sau. Tính điểm là top 1 7 điểm, top 2 6 điểm, top 3 5 điểm và top 4 là 4 điểm. Đó, sẽ giảm xuống dần như vậy tới top 7 là bạn 1 điểm thôi. Khi bạn đánh 2 round như vậy á thì nó sẽ cộng điểm lại là lấy 2 người thôi, 2 người đầu bảng thôi. Ai sẽ là người cao điểm nhất và người cao điểm gì sẽ được vào vòng tiếp theo là vòng bán kết á. Đó, chỉ là vòng bán kết. Nhưng mà mình thấy là biết sao, thường thường á, nếu mà bạn nằm ở top 3, top 4, top 5 bạn vẫn còn cơ hội. Nếu mà cái trận sau bạn nhất bảng vẫn còn cơ hội đi vào vòng tiếp theo, cho nên là cũng khá là ngon. Chứ chưa có gì, nhưng mà top 6, top 7 thì hơi khó.
Xếp 6 top 7 hơi khó. Trừ khi top 1 với giải trước á, top 1 giải trước á mà nó về chót bảng sau, về chơi về top 1 của trận trước mà về chót cái trận sau á thì bạn thứ 7 bạn mới có cơ hội. Rồi sau nữa là vòng bán kết là sao? Khi mà chọn ra mỗi bảng về chọn ra 2 người á là 14 người đúng không? 14 người thì sẽ chia làm 2 bảng tiếp. Đó, chia làm 2 bảng tiếp xong rồi y như vòng loại luôn, cũng 2 round y vậy luôn và tính điểm y vậy luôn. Mà tính điểm như vậy thì sao? Tính điểm như vậy thì nó sẽ chọn ra 3 layer là mỗi bảng. Đó, tính điểm như vậy sẽ chọn 3 người cao điểm nhất vào vòng chung kết là 6 người rồi. Hai bảng là mỗi bảng 3 người là 6 người. Người thứ 7 á được chọn vào layer này được xác định vào kết quả thi đấu của cả hai nhóm trên. Người nào có kết quả tốt nhất sẽ được đi vào vòng chung kết. Đó, là 6 người còn lại chưa được vào trong á, sẽ so kết quả với nhau. Nếu mà người nào cao điểm nhất trong 6 người đó thì sẽ được vào vòng chung kết luôn. Đó là cái quy định của giải, thì ban tổ chức sẽ ra quy định đó. Mình thì không giải quyết gì hết, mình chỉ caster thôi và mình giới thiệu giải cho các bạn nghe thôi. Đó không? Như vậy là sẽ có 7 người trong trận chung kết. Trận chung kết thì người chọn ra 3 người có xếp hạng cao nhất. Đó, chọn ra 3 người có xếp hạng cao nhất sau. Xong rồi cũng thi đấu 2 round luôn và tính điểm y như vậy luôn, 3 người kết bạn cao nhất sẽ được trao giải. Trao giải và 3 người đó sẽ nhận được 3 cái code rất là lớn luôn, cái code rất là lớn luôn. Là mình nhớ là không lầm á. Mình nhớ không lầm á là để coi mình từ từ nha. Đây, đây là cái thông báo giải thưởng này, top 1 player sẽ được 8.000 Ethereum ingot, là 8.000 kim cương xanh á. Đó, 8.000 kim cương xanh, hai giải nhì là sẽ là 4.000 Ethereum ingot, là 4.000 kim cương xanh nha. Dẹp thằng thứ ba và thứ tư sẽ là 1.500. 1.500 này cũng ngon. Top 32 người còn lại có thành tích cao nhất sẽ có là 320 cái ingot này. 320 hình như có thể mua được một cái khỉ gió gì giống như là cái kim chẳng hạn. Đó, rồi song song đó thì cũng là top 1 được 300.000, top 2 được 200, vậy là top 3 được 100. Ok. Đó, cái đó là cái giải thưởng của cái giải đấu này. Đó, còn cái bảng từ nãy giờ bạn đã thấy ở bên kia rồi. Còn ở dưới đây là cái avatar của cái giải này khá là ghê. Khá là ghê, được thiết kế rất là ok luôn, ngon lành đàng hoàng. Ok. Rồi, thì mình đây là mình giới thiệu giải đó xong rồi. Thì mình cũng chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe đăng ký kênh của mình. Chào bạn. Let it go, let it go.